Tranh cãi, vụ việc bữa ăn hải sản hơn 42 triệu đồng dù được xử lý xong. Chiều qua, khách hàng và chủ quán tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa gặp nhau để giải quyết vụ việc. Nhà hàng Cô Sương xin lỗi và trả lại cho nhóm khách hơn 10 triệu đồng. Như vậy, những tai tiếng từ bữa ăn hải sản đắt đỏ khép lại theo đúng mong muốn của cả phía quán ăn lẫn du khách. Tuy nhiên, một vấn đề đặt ra, sự việc sẽ không đi quá xa, không mất nhiều thời gian xử lý nếu như tại thời điểm đó, nhóm du khách phản ánh ngay đến đường dây nóng hoặc là cơ quan chức năng chính quyền sở tại. Trước đó, ngày 28 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang có ngay ý kiến chỉ đạo xác minh, xử lý thông tin phản ánh trên mạng xã hội đối với hộ kinh doanh hải sản Cô Sương. Kết quả kiểm tra cho thấy chưa có cơ sở xác định quán này tăng giá bất hợp lý. Về vụ việc này, nhiều ý kiến cho rằng đây là mức giá chặt chém, nhưng cũng có người cho rằng đây là mức giá chấp nhận được vào những ngày cao điểm du lịch và các món được gọi thường có đơn giá cao như tôm hùm, cá bò, mực lá, ốc biển với tổng cộng gần 40kg các loại. Qua vụ việc này, một lần nữa, quy định niêm yết giá công khai và bán theo giá niêm yết cần được những người làm kinh doanh du lịch tuân thủ nghiêm túc để tránh phát sinh những sự việc đáng tiếc. Thưa quý khán giả, dù những ngày nghỉ lễ vừa qua, trong cả nước xảy ra liên tục tình trạng đuối nước thương tâm mà nạn nhân hầu hết đều là trẻ em hoặc thanh thiếu niên. Nhưng nhiều ngày qua, tại các vùng biển của tỉnh Khánh Hòa vẫn còn tình trạng các em tự rủ nhau ra tắm biển mà không có người lớn đi kèm, nhất là tại những nơi rất vắng vẻ. Tại vùng biển Đường Đệ thuộc phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, vào mỗi buổi chiều rất nhiều trẻ em khoảng trên 10 tuổi lại tự rủ nhau ra tắm biển nơi đây mà không có người lớn đi kèm. Và đây cũng là vùng biển vắng, ít người qua lại, chỉ thấy những chiếc ghe của ngư dân in bóng xa xa trên biển. Các em vừa tắm vừa đùa giỡn, có em mang kính lặn để mò bắt cá dưới đáy. Đuối nước ở trẻ em xảy ra phần lớn do các em tự ý đi tắm sông suối mà không có người lớn trông coi, không được trang bị áo phao. Thực trạng này cũng đang diễn ra ở các tỉnh thành miền Tây. Tại Đồng Tháp, ngày 1 tháng 5 xảy ra vụ đuối nước tại bãi tắm ở cồn cát nổi giữa sông khiến cho một trẻ em tử vong. Đây là hồi chuông báo động khi các em học sinh đang chuẩn bị vào kỳ nghỉ hè. Nguy hiểm là như vậy, nhưng người dân khá dửng dưng, cả trẻ con và người lớn vô tư tắm mà không hề có áo phao. Đồng bằng sông Cửu Long đang trong thời điểm nắng nóng, vì thế tình trạng trẻ em rủ nhau tắm sông, tắm cồn sẽ còn gia tăng. Điều đáng lo là hầu như các em không được trang bị áo phao, không có người lớn trông coi. Chỉ cần không may trong nhóm có một bé bị đuối nước, các em khác ứng cứu sẽ dễ dẫn đến đuối nước đồng loạt. Hơn ai hết, các bậc phụ huynh cần quản lý, giám sát chặt để không còn những vụ tai nạn thương tâm, kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh. Thưa quý khán giả, theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đến thời điểm này, 12 trên 12 tỉnh có dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 2021-2015, có văn bản thỏa thuận hướng tuyến và công trình. Tính từ thời điểm Quốc hội có chủ trương đầu tư, thời gian để Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành bàn giao hồ sơ, cắm cột giải phóng mặt bằng cho các tỉnh trong khoảng 5 tháng, và thời gian chuẩn bị đầu tư khởi công dự án khoảng 10 tháng. Hiện 9 trong tổng số 10 dự án thành phần có ý kiến của Bộ Quốc phòng, chỉ còn dự án Hậu Giang - Cà Mau chưa có ý kiến về hướng tuyến đi, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 tới đây. Công tác khảo sát hiện trường địa hình, địa chất, thủy văn tại 12 trong tổng số 12 dự án thành phần cũng hoàn thành. Công tác lập hồ sơ khảo sát vật liệu và bãi đổ thải đang được các đơn vị tư vấn hoàn thiện. Bộ Giao thông Vận tải cũng chấp thuận được hơn 100 km giải phóng mặt bằng, thẩm định gần 500 km, đạt 85%. Các đoạn còn lại sẽ xong trước ngày 30 tháng 6. Xúc trước hành động trộm cắp táo tợn của các đối tượng xấu, như sự bất cẩn của chủ xe mới là vấn đề dẫn đến sự việc đáng tiếc. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đến tất cả mọi người cần chủ động bảo vệ tài sản dù ở bất cứ nơi đâu. Thưa quý khán giả, vi phạm quy tắc giao thông đường sắt tại đường ngang có thể khá là phổ biến, nhưng đi luôn trên đường tàu như một thanh niên sau đây quả là hiếm gặp. Nhưng với việc thiếu ý thức như vậy, đường sắt không còn là đường ưu tiên của đoàn tàu và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Hình ảnh được một người dân ghi lại cho thấy, nam thanh niên cố tình đi xe máy giữa hai đường ray. Hành động này quá là vô ý thức đến khó hiểu. Bởi nếu vì tránh tắc đường, trên đường sắt gồ ghề khó đi, chưa chắc thời gian di chuyển sẽ được rút ngắn. Nguy hiểm hơn là nếu có tàu đi đến, nam thanh niên cũng chỉ có thể bỏ xe để thoát thân. Như vậy nhanh hơn không thấy đâu, chỉ thấy tự gây ra một tình huống nguy hiểm và thiệt hại cho chính mình.
Mặc dù có sự đề phòng cảnh giác nhưng vẫn có nhiều người bị mắc bẫy. Vụ án là lời cảnh tỉnh cho người dân cần tránh để lộ lọt thông tin cá nhân, thông tin tài sản sở hữu của mình trên mạng Internet, tạo thuận lợi cho kẻ xấu lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị thu hút bởi những lời mời gọi hấp dẫn trên mạng xã hội như cho vay không thuế, phí, giải ngân về tài khoản ngân hàng, bảo mật tuyệt đối, có hợp đồng, nợ xấu vẫn được vay. Nhiều trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt từ vài triệu cho đến vài trăm triệu đồng. Đây là thực trạng đang xảy ra thời gian gần đây tại tỉnh Bến Tre. Anh Phạm Minh Quang, ngụ xã Hưng Phong, huyện Dòng Trơm đã liên hệ với một đối tượng tên Quỳnh để vay với số tiền 20 triệu đồng, lãi suất 1% một tháng. Đối tượng hướng dẫn anh cài đặt ứng dụng vào điện thoại rồi yêu cầu chuyển 5 triệu đồng để làm hồ sơ vay. Với lời đảm bảo số tiền này sẽ được hoàn lại khi hoàn thành các mục tiêu. Sau đó đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm số tiền là 10 triệu đồng. Với lý do anh Quang chuyển sai số tài khoản ngân hàng, nghi bị lừa nên anh đến cơ quan công an trình báo. Ngoài anh Quang, công an Bến Tre ghi nhận thêm 2 trường hợp ngụ tại thành phố bị lừa đảo chiếm đoạt trên 500 triệu đồng. Người dân nên thận trọng với các hình thức vay tiền online qua các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc, nhất là các yêu cầu chuyển tiền để chứng minh tài chính hay bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào khác. Hiện tại, các ngân hàng, công ty tài chính cho vay uy tín không yêu cầu nộp tiền ứng trước khi làm hồ sơ, thủ tục cho vay. Thứ hai, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ. Hoặc nghi ngờ các trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ. Hầu hết tài khoản các đối tượng lừa đảo sử dụng để yêu cầu bị hại chuyển tiền đều không chính chủ. Sau khi nhận được tiền, bọn chúng sẽ tiếp tục chuyển qua nhiều tài khoản khác. Do đó, việc xác minh thu hồi tài sản của bị hại rất khó thực hiện. Hiện trái cây đang vào chính vụ thu hoạch, do đó nguồn cung ra thị trường đang tăng. Trái cây được mùa, nhưng hầu hết các nhà vườn tại đồng bằng sông Cửu Long đang kém vui. Cực mà không có lời, nông dân đã tiếp tục với điệp khúc trồng chặt. Thời điểm này, mọi năm, giá bơ là 25.000 đồng một ký, nay chỉ còn 18-20.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ tại Tiền Giang giảm còn 14.000 đồng một ký, thanh long ruột trắng giảm còn 9.000 đồng một ký. Dưa hấu giảm còn 7.000 đồng một ký tại Đồng Tháp, một ký xoài cát chu thương lái mua 5.000 đồng. Xoài đặc sản giá đã như vậy, xoài đồ lon chỉ còn 2.000 đồng một ký. Theo các doanh nghiệp, giá trái cây nhiều loại ở đồng bằng sông Cửu Long xuống thấp là do xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó. Hiện tốc độ thông quan tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn là khoảng 140 xe một ngày. Lạng Sơn vẫn còn gần 700 xe đang chờ xuất khẩu, trong đó riêng trái cây là hơn 450 xe. Theo Tổng cục Hải quan, nếu tình hình xuất khẩu trái cây tươi không được cải thiện và vẫn phải lo tiêu thụ chợ nội địa, giá cả chưa ai đoán trước sẽ ra sao. Thưa quý khán giả, cầu Thủ Thiêm 2 sau một tuần thông xe thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tình trạng người dân dừng đổ phương tiện giao thông trên cầu để chụp ảnh kỷ niệm ngắm cảnh liên tiếp diễn ra. Trong khi theo quy định của pháp luật thì việc đậu xe trên cầu là hành vi trái pháp luật. Thời gian tới, công an thành phố sẽ tổ chức tuần tra nhắc nhở người dân có hành vi dừng đổ trên cầu. Trong trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị phạt tiền theo nghị định 100. Theo đó, hành vi dừng đổ ô tô trên cầu bị xử phạt 1-2 triệu đồng. Lái xe còn bị tước giấy phép lái xe 1-3 tháng. Riêng hệ thống chiếu sáng mỹ thuật, dự án trước đây có thiết kế. Nhưng sau khi triển khai thi công, thành phố nhận thấy đây là một cây cầu rất đẹp nên đề nghị nghiên cứu thêm về tính mỹ thuật để tạo điểm nhấn cho cây cầu. Nhà đầu tư đang kiến nghị hệ thống chiếu sáng trực tiếp và gián tiếp. Hệ thống gián tiếp có thể đặt ở dưới sông. Các bóng đèn có thể đổi màu, mang lại chùm sáng mạnh, nhiều màu sắc và các hiệu ứng đặc biệt. Hệ thống vận hành chiếu sáng mỹ thuật được kết nối qua Internet và theo dõi điều khiển từ xa, cho phép lựa chọn kịch bản chiếu sáng và thay đổi hiệu ứng theo nhu cầu của người sử dụng. Nội dung vừa rồi cũng khép lại Chuyển động Đông Tây trưa nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.